Theo thông báo của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, hiện nay thuốc điều trị bệnh tay chân miệng đã xác định được nguồn cung, đảm bảo đủ cho nhu cầu điều trị bệnh đang có diễn biến theo chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Dự kiến trong tuần này, Công ty Cổ phận Dược phẩm Trung ương CPC1 sẽ nhập khẩu thêm 3.000 chai dịch truyền Globulin miễn dịch trên tổng số 15.000 chai đã được cấp phép nhập khẩu. Hiện việc nhập khẩu đã sẵn sàng, chỉ phụ thuộc vào việc sắp xếp chuyến bay trong thời gian sớm nhất có thể. Đối với thuốc tiêm chứa hoạt chất phenobarbital, Cục Quản lý Dược phẩm đã cấp giấy phép nhập khẩu cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và hiện công ty đã nhập khẩu thuốc về Việt Nam với số lượng 21.000 ống. Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương liên hệ với các doanh nghiệp kinh doanh dược để kịp thời cung ứng thuốc trên cho nhu cầu điều trị, đồng thời cần tăng cường trách nhiệm trong việc đảm bảo cung ứng thuốc, xây dựng nhu cầu thuốc trong thời gian tới.